Chú Tùng on the track, Alphard Computer, AMD Intel. Máy tính mạnh là do chip, AMD hay Intel? Muốn máy mạnh phải chọn chip, AMD hay Intel? Máy tính mạnh là do chip, AMD hay Intel? Muốn máy mạnh phải chọn chip, AMD hay Intel? Đôi lời gửi tới fan cuồng của bên nhà đội xanh, mấy ông chỉ như đồng gâu trên đầu vì tôi chỉ muốn gội nhanh. Tiến trình 14 nanomet dùng đi dùng lại nó bao lâu, vì fan tự nhủ mình sai đồ cổ có sao đâu. Ừ, bọn tôi sai đồ cổ nhưng tính ổn định lại rất cao. Dùng 7nm làm việc bị lỗi thì nhìn bát cơm bị hất sao. Từ game mình đến máy chủ, khách hàng đều chọn dùng Intel. Vậy nếu bọn tôi làm không tốt sao các thượng đế vẫn tin theo? Suốt bao năm các thượng đế vẫn được dùng có bốn nhân. Có vẻ đội xanh thích nhai lại giống loài động vật có bốn chân. Thêm quả tản nhiệt đi kèm như thể dùng nó tiện hơn, vẫn phải đi mua thêm tản nhiệt khác vì dùng nó nóng như hỏa diễm sơn. Chỉ được cái do quảng cáo nhưng thực tế thì khác xa. Đem soi cái chắc hai anh em cùng mẹ mà lại khác cha. Thêm cả vụ đang dùng thì RAM tự nhiên lại mất tích, như cô vợ phim con gương ông chồng từng rất thích. Nãy giờ hai ông cứ đứng cãi nhau ya, cứ đứng khách hàng nhau. Đi hết chẳng thấy lãi đâu ya, chẳng thấy lãi đâu, tư vấn chỉ thấy mãi đấu ya, chỉ thấy mãi đấu. Người ta bắt tay giảng hòa chẳng có sai đâu. Đại diện cho phía khách hàng xin được nói mấy câu, AMD Intel đối đầu trong cuộc chiến bấy lâu. Hai ông sinh ra một mục tiêu để phấn đấu, giúp máy tính khách hàng mạnh hơn có lẽ chẳng khác nhau. Thích tìm hiểu và ép sung hãy về với đội đỏ, về đội xanh để ổn định doanh nghiệp không thể chối bỏ. Game thủ nghèo mà vượt khó thì AMD là nhất, còn anh em nào ở vạch đích cứ mua Intel mà quất. Nãy giờ hai ông cứ đứng cãi nhau ya, cãi nhau. Khách hàng đi hết chẳng thấy lãi đâu ya, lãi đâu. Chẳng thấy tư vấn chỉ thấy mãi đấu ya, mãi nghe đâu. Tôi bắt tay giảng hòa chẳng có sai đâu, sai đâu. Ok, nào ta bắt tay làm hòa, tiếp cận đến khách hàng đơn lẻ hay bao cả tòa nhà. CPU của Intel mức giá ngày càng ngon, xây dựng lại cho mình vị thế như trong thời kỳ vàng son. AMD được lựa chọn bởi những người cần render, do trúc cấp vừa dày vừa mạnh vẫn có phần trên cơ. Ông nào cũng có ưu điểm sẽ cần phải phát huy và xử lý những cái nhược điểm, cải tiến nó khác đi. Bây giờ hai ông đã hết cãi nhau ya, phục vụ khách hàng chẳng biết ngại đâu ya, giá trị sản phẩm cho đến mai sau ya, ủng hộ Alphard ở nút like mau ya. An tâm đón năm mới, phát lộc đón xuân sang. Chào đón năm mới, Alphard tặng ngay lên đến 65 triệu đồng đối với tất cả các sản phẩm từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 14 tháng 3 năm 2021. Một laptop giảm ngay lên đến 8 triệu đồng, linh kiện máy tính ưu đãi lên đến 45%. Chương trình khuyến mãi áp dụng tại cả 4 showroom của Alphard. Chi tiết chương trình sẽ được để ở đường link phía dưới mô tả của video. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Alphard có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.